Xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Thầy Giáo Tí Hon. Ngày hôm nay Hùng lại được có dịp được lên Sapa, lại được dịp đến là nhà hàng Sapa TV của anh Hải Thị Tuyên. Và hôm nay thì rất là vinh hạnh được gặp các anh chị cũng trong giới YouTuber như là chị Ngọc Béo hay anh Phú Lê rồi là anh Hải và rất là nhiều người nữa. Thì bây giờ Hùng sẽ lên nhà hàng Sapa TV để thưởng thức món lợn mẹt đấy. Và bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân Hùng để lên xem là hôm nay Hùng được gặp những ai, ngồi những ai nhá. Và bây giờ mời cô chú anh chị theo chân Hùng. Đấy, và mọi người thấy Phú Lê ăn chơi không? Anh Phú Lê sẽ gọi là đầm hộp một vài món của nhà Hải. Hai. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, hôm nay thì có sự hiện diện của cô Ngọc Béo và trước tiên thì cho em gọi là chào các anh các chị ở đây. Tại vì hôm nay là em rất là vinh hạnh được gặp các anh các chị ở đây. Mặc dù là em cũng đã theo dõi trên kênh rất là nhiều rồi, nhưng mà chưa có dịp nào để mà có dịp gặp anh chị. Và hôm nay thì gặp đây tại nhà hàng Sapa TV thì trước mặt em đây là một cái mâm mà nó gọi là khổng lồ ấy. Em với cái người mà bé nhỏ như em mà nhìn một cái này là em ngộp rồi đấy. Nhưng mà cô Ngọc nhìn, cô Ngọc có thấy ngọt không? Thầy Giáo Tí Hon thì bảo ngọt rồi, nhưng mà hỏi thật cô Ngọc một điều là thật lòng thế này. Hơi ít. Có ít không? Có ít không? Ngọt đâu. Không ngọt. Đấy, không ngọt đâu. Đấy, cô với Ngọc thì là không bao giờ ngọt nha, cả nhà nha. Hơi ít. Bởi vì là Ngọc là rất yêu thích những món ăn. Đấy. Đấy, mà lại được tức là lên tới Sapa này, lên tới nhà hàng của vợ chồng em Hải. Dạ. Cho nên là các đầu bếp nấu ăn, trời ơi, ngon phê pha luôn. Cả nhà ơi, lên Sapa ơi, không thể thiếu món này được. Thì đúng rồi, thịt châu các bác bếp. Phê pha luôn đấy. Hôm nay là không chay không về. Anh ạ, em không nhanh về nhá. Vâng, vâng ạ. Chị Cao Béo đang bán sản phẩm thịt châu các bếp cho Sapa TV nhá, anh em nhá. Chuẩn đấy. Châu, ngon nhờ. Châu các bếp ở đây rất là ngon. Ngon nhờ. Em cũng ăn rất là nhiều loại rồi, nhưng mà hiện tại thì em vẫn đang bán châu các bếp của nhanh Hải luôn ạ. Đúng không? Dạ. Bất đồ ơi này, bất đồ ơi này. Yêu quá, hôm nay chị mới được ôm em cả. Cái này là số 10 chuẩn luôn ấy. Số 1 nè. Chị ngồi, nhưng mà số 10 phải là chị ngồi, chị Ngọc ngồi, em đứng thì nó mới thành số 10. Đúng rồi. Còn chị Ngọc mà đứng mà em đứng là số 10. Dạ. Dạ, ý là đây là số 1, số 0, nhưng mà chị Ngọc phải ngồi thì mới được. Đúng rồi. Chứ chị không được đứng. Rồi, đúng rồi, đứng là 2 cái, nó cao rồi, thấp rồi. Dạ. Đây là cái mẹt lợn, lợn lang thang. Mẹt lợn lang thang anh ạ. Đây là có hình dụng bậc thang. Đấy, cái gì mẹt lợn gì? Mẹt lợn lang thang. Lang thang. Tao nghe tao tưởng lai thai. Còn đây là gà đen. Gà đen thịt lợn hun khói. Nói chung là châu các bếp, đây là những món ăn dân dã nhất của Sapa. Bây giờ anh em mình ra đón đây nhỉ? Em nãy giờ cứ tưởng là rượu ngon. Em nãy giờ cứ tưởng là rượu ngon. Mới đầu này mình lại tưởng là cơm. Em lại tưởng là cũng là tưởng là cơm. Đúng rồi. Đấy. Bây giờ là anh em Phạm thôi nhỉ? Vâng, đúng rồi. Vâng, tất cả anh chị. Bắt đầu thôi. Mời các anh em nhá. Vâng. Chị Kiều ngồi bên này với chị Ngọc cũng được. Dạ, vâng. Em ngồi luôn đây đi. Dạ. Cho rực rỡ đi. Vâng. Mời anh em nhà mình nhá. Vâng. Em ngồi với chị là đúng là lấy luôn đấy nhà, chuẩn luôn, chuẩn số 10 luôn nhỉ. Đúng. Đây em đây rồi, cho em xem. Món này mà anh nhận bao nhiêu view lại? Sáng nay thì em lên à? Dạ. Vâng, em sáng nay mới lên đến Hà Nội đây ạ. Vâng, hôm trước em nghe anh xem livestream của anh Phú thì biết là chị lên bảo là này lên kiểu gì cũng gặp chị Ngọc. Kiểu gì gặp chị Ngọc. Dạ. Cái rau tôi hay mua cho bà ăn.
Ngon nhỉ? Vâng. Ngon đấy, ngon. Em mời anh chị nhá. Ăn đi em. Đây là cái nộm này. Đây, món gà đen đấy là mình tên nhất. Ui, đây gà đen này. Kéo cái này. Gà nấu ở trong ống. Đây, cameraman ở dưới góc kia. Đứng ở bên kia, cho anh kìa. Vào đây, vào việc đi. Vào việc đi, vào chân thôi. À, cái này là người ta bỏ trong cái ống đấy, người ta mới đun lên này. Đúng rồi, đúng rồi. À. Cho nó nóng. Nấu đấy. Dạ. Lần đầu tiên luôn á. Đây nha, cái mâm này. Chị ơi, cái mâm này nó xoay xoay này nhá. Dạ, thế à? Bắt tròn. Có ơi, mở bát cái này đi kiểu. À, mở bát này. Đây là giá cây nhá. Mình ra. Giá cây. Ngon nhờ. Giá cây, các cô ăn như. Cái mâm này nó nhiều món đấy nhỉ? Nhiều nhiều. Vâng. Dạ. Nhiều nó xa xa đấy, để em gấp có khó không? Được, được em gấp rồi ạ. Riêng cái này đã là nhiều món rồi. Đây thật chứ. Sáng qua là vừa mới phập rồi. Vừa phập kiểu ăn xong. Anh Hứa ơi, anh ăn gà đen đi. Món sở trường của anh không? Cắt ra để chị ăn đùi đi. Đưa lên cho anh cái đùi đi. Ăn gà nhá để chị gấp. À, em gấp được, chị cứ gấp đi. Em cái gì em mọi cái em chủ động gấp là ghét đi. Mời thầy giáo Tí ăn gà Hứa đây chơi. Vâng. Hôm nào về Hà Nội thì em sẽ sang. Sang nhà review nhà cho anh chị. Dạ, dạ. Về nhanh thú dưới ăn. Dạ. Thử miếng gà đen. Đang nóng luôn, ăn nóng luôn cho ngon cả nhà. Con đi đến đây con mệt quá. Con chỉ thích chơi với ông bà. Bố mẹ em. Đấy. Da gà rất là giòn luôn. Có rượu đó anh sợ mấy nữa. Không, con để trước mặt. Đừng gửi rượu nha. Để ở đây gọi. Da gà rất là giòn cả nhà. Nhưng mà cái bàn này nó là bàn quay. Đây vào là đậy kín vào là được. Được. Hôm nay đi hút cho vợ đi. Vợ em nay là em Út làm bên công giáo và làm lễ khánh trọn cái tu cái dòng ấy. Dạ. Con phải đăng đi, cứ mày phải đăng lên TikTok đi nhỉ. Chị Ngọc qua ăn gà thế như nào chị? Ăn ngon. Dạ. Ừ, chị thấy ngon mà. Cái gà da của nó giòn á. Nếu mà chật thì ngồi bớt bên này này con. Chị kêu thử gà, miếng gà xem. Ừ. Gà đen này da giòn, ăn ngon lắm anh ạ. Thân chị tôi gắp cũng được. Đói quá rồi à? Canh gì đấy? Chua. Không, tiết canh mà. Tiết canh lợn. Chị ăn không? Không. Có ai đem được tiết canh lợn không? Không. Mang đi hấp nhé. Hấp đi. Chị thích hấp. Em ơi hỏi cái bọn này có ăn nước canh không? Em thì hấp nhé. Đấy, con bỏ được ra. Ừ. Tối nay Hùng và Tuấn Anh lại đến nhà hàng Sapa TV và nãy giờ thì đang được gọi là tiếp xúc và làm quen được có cơ hội gặp mặt rất là nhiều anh chị ở trong làng gọi là làm YouTuber. Và bây giờ mời cô chú anh chị cùng Hùng cùng lại xem tối nay thực đơn của mình sẽ có gì và có những ai tham dự bữa tiệc này nhé. Đây. Anh Nguyên muốn lợn luôn cả nhà. Đây, đây có anh Phú hay là anh Hiệp. Đây là nhìn rất là to, rất là giòn luôn. Rất là giòn luôn. Đây. Đây cả nhà nhé. Đây có rất là nhiều các anh chị tham gia. Đây có anh Hùng, có thầy Huấn nữa này. Đó. Đây đứng đứng bên đây. Băng lợn lên là rất tít nhưng hôm nay thật sự là rất luống cuống. Đây năm nào chị có giòn không nào? Ôi! Giòn rồi. Món này là lại thành công gạo rực cả nhà. Dạ. Nhìn hấp dẫn quá. Nghi ngút luôn. Dạ. Nhìn hấp dẫn quá. Và bây giờ mời cả nhà thử. Để ông thử một miếng da xem giòn không cả nhà nhá.
Thế nó giòn luôn cả nhà. Đánh chụp em đi ăn về giòn đấy. Vâng, à, anh. Dạ. Dạ. Dạ, đây đây đây. Vâng, đây đây cho bạn này. Đây. Em mời anh nhanh anh lỡ nha, đây đây mời mời anh nhanh nha. Mời các anh em. Vâng. Bên này ra 100 ạ. Dạ. Có mày chưa rồi. Đây này. Đây này. Anh em à, rồi tiếp rồi. Linh quảng cáo đi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vâng, em mời các anh. À, vâng. 2, 3, 1. Anh em chụp ảnh quay phim xong thì mang món này xuống để chế biến. Okay. À, anh em mang xuống để chế biến đi, mang đi. Vâng, vâng, vâng. Cắt cho được ra riêng đây. Đấy, cái anh là thẳng ra cái này. Rồi, còn anh nha, thử ăn xem nha. Đây. Như nào? Giòn không? Giòn không? Như bánh đa luôn. À. Này là này đi xuống nha, thử đầy món luôn nha. Ăn từ trưa đến tối. À. Dạ. Uống được không? Dạ được ạ. À, em uống ít thôi nhưng mà vâng, vâng. Cái hơi hơi nửa cũng được, không sao đâu. Dạ. Vâng. Thôi, không như này. Em cứ ăn một miếng này, nếu có việc thì em cứ làm việc. À, em sang xin chúc thầy với các anh nha. Ở đâu đây? Sức khỏe. Đây. Vâng. Xem thầy lâu ơi, giờ mới có dịp gặp thầy. Nhưng mà chơi đó công việc đây, anh lên đây là em sinh năm 88. Anh em. Vâng. Anh ơi. Em mời các anh các chị trong 88 luôn nha. Dạ vâng, mời sinh năm 88. Dạ. À, Linh mời Linh nhá. Dạ. Tí nữa hai anh em mình đi. Dạ. Rồi, okay. Em mày còn phải học thầy nhiều. Vợ rồi. Dạ, vâng. Ôi, thế. Nhưng mà vợ hôm nay không đi. Được rồi. Em mời các anh, em mời anh. Được rồi. Anh mới lên đâu. Tán mất rồi. Bỏ bạn đi này. Thì đang bảo là đưa vợ đi ra sau bị bà 8 mất. Dạ. Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Miết em. Đi ra đi, anh công việc rồi. Em cảm ơn anh. Anh nhớ phải cho em bắt tay cơ. Dạ. Rồi, ok. Thôi dạ, Tùng có việc xin phép về trước. Ok anh nha. Anh nhớ phải cho em bắt tay cơ. Vâng, em cảm ơn. Dạ, cảm. Em chào chị Ngọc nhá. Dạ, em chào chị Kiều. Dạ. Dạ, em xin phép các anh ạ. Dạ. Cún ơi. Đấy. Cả nhà em giờ lại được thưởng thức món súng mà. Súng ngựa. Súng ngựa cả nhà nha. Đây không vừa mới được ấy đây rồi. Đây có đây rồi. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Đây em có đây rồi. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Đây để em cái này cho đứa em. À, tí cho Tuấn Anh ăn đây. Mời cả nhà cùng. Đang nóng quá. Lần đầu được ăn súng ngựa. Không biết là như nào đây. Vâng. Em mời anh ăn ạ. Dạ. À. Ăn súng ngựa em. Dạ. Em thôi anh gì. À nhà quên. Bé nhờ. Em bé cho nên là gặp ai cũng cứ phải gọi anh rồi chị. Có em này. Nhiều món thôi. Ăn rau cốt ra kia kìa, nóng quá. Đây. Tuấn Anh đang ăn súng ngựa. Như nào? Ngon. Ngon không? Ngon. Ai đấy, ai đấy? Đỉnh luôn. Đỉnh luôn kìa. Đã lần nào ăn chưa? Giờ là em là đầu tiên ăn rồi. Ok. Đấy, vị như nào? Nó kiểu dai dai. Nó
chung là nước chấm này cũng ngon ạ. Nó chấm cái này là chấm chéo cả nhà nhá, chấm chéo cái này nhà ông cũng bán luôn đấy. Lấy của Sapa TV. Vâng đúng ạ. Vâng. Cả nhà ơi, thế là hai hôm nay là Hùng với Tuấn Anh đi lên để khai trương nhà hàng Anh Hải Sapa TV. Tuy là chưa có đến ngày để mà sắp để mà khai trương nhưng mà hai hôm nay được anh Hải đón tiếp rất là chu đáo luôn ạ. Không phải là đón tiếp mỗi Hùng đấy mà là tất cả những anh em YouTuber được đón tiếp rất là chu đáo từ ngày hôm qua đến hôm nay. Và cũng nhân cơ hội này thì Hùng cũng được gặp rất là nhiều anh chị em trong mảng YouTuber để được giao lưu, để được học hỏi nhiều hơn. Và xin chúc nhà hàng Sapa TV khai trương hồng phát, làm ăn ngày càng phát đạt. Và cảm ơn anh Hải đã cho một cái duyên, một cái cơ hội để được giao lưu, học hỏi anh em rất là nhiều. Và bây giờ thì Hùng xin kết thúc video này ở đây. Xin chúc cô chú, anh chị và các bạn một ngày vui vẻ. Và nhớ cho Hùng like, chia sẻ và bình luận ở đây nhé. Và trong video có những có cái gì mà chưa được thì cũng rất là mong cô chú anh chị cứ góp ý cho Hùng để Hùng tiếp thu, để sửa đổi, để ngày càng được hoàn thiện hơn ạ. Vâng, xin chào, bye bye.